nhật báo 24 giờ. Chúc quý vị có những giây phút tuyệt vời khi xem video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới hấp dẫn nhất được kênh nhật báo 24 giờ cập nhật mỗi ngày. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tin thể thao mới nhất 24 giờ hôm nay. Lại thêm tin vui cho tuyển Việt Nam trước đại chiến với Nhật Bản. Đội tuyển Nhật Bản mất thêm một ngôi sao ở trận gặp Việt Nam. Sau tiền đạo Moto, huấn luyện viên Hajibe Moriyasu sẽ nhận thêm một thiếu vắng đáng kể khác trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam khi tiền vệ Toshihiro Aoyama đã không kịp bình phục chấn thương. Thưa quý vị, đối đầu tuyển Saudi Arabia tại vòng 18 ASEAN Cup, đội tuyển Nhật Bản đã giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của trung vệ Tomiyasu Takehiro. Xuyên suốt trận đấu, Samurai xanh đã nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ và chủ động lui về phòng ngự. Tuy nhiên, dù có đến 77% thời lượng kiểm soát bóng, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Antonio Pizzi vẫn không thể một lần đưa bóng vào lưới thủ môn Conda, qua đó đành chấp nhận thất bại sát nút 0-1, nhưng vé vào vòng tứ kết cho đội tuyển Nhật Bản. Lọt vào tứ kết, thầy trò huấn luyện viên Hajime Moriyasu sẽ chạm trán đội tuyển Việt Nam. Đội đã giành chiến thắng trước đội tuyển Jordan trên chấm luân lưu tỷ số 4-2. Đây hứa hẹn là trận đấu không hề dễ dàng đối với những chiến binh sao vàng. Thế nhưng, một thông tin có thể giúp người hâm mộ đội tuyển Việt Nam tỏ ra bớt lo lắng hơn một chút, đó là việc tiền vệ Toshihiro Aoyama sẽ không thể góp mặt ở trận đấu này. Bởi cầu thủ 32 tuổi đã nói lời chia tay ASEAN Cup vì chấn thương đầu gối trước đó. Dù đã được huấn luyện viên Hashime Moriyasu giữ lại với hy vọng sẽ kịp bình phục để góp mặt ở những lượt trận quan trọng sắp tới của đội tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên, việc chấn thương tiến triển chậm khiến anh phải về nước sớm. Trước đó, sau trận đấu với đội tuyển Saudi Arabia, một thông tin không vui đã đến với đội tuyển Nhật Bản khi tiền đạo Yoshimori Muto sẽ không thể thi đấu ở trận tứ kết gặp đội tuyển Việt Nam. Nguyên nhân vì chân sút đang thuộc biên chế Newcastle đã nhận đủ hai thẻ vàng. Tại giải ngoại hạng Anh, chân sút người Nhật đã có 7 lần ra sân cho Newcastle mùa này và ghi một bàn. Đặc biệt, đó là pha lập công vào lưới Manchester United hồi tháng 10 năm 2018. Hiện tại, Muto đang được định giá khoảng 250 tỷ đồng, vì thế đây chắc chắn là mất mát không nhỏ với huấn luyện viên Hajime Moriyasu. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ giờ Việt Nam ngày 24 tháng 1 tới. Ra báo châu Á tin Việt Nam có thể đánh bại Nhật Bản. Từ những góc nhìn khách quan của các chuyên gia và cầu thủ ngoại quốc, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội chiến thắng ứng cử viên chức vô địch Nhật Bản nếu duy trì được phong độ và lối chơi như trận với Jordan. Chia sẻ với Zin.vn, nhà báo Scott Martai của Fox Sports Asia cho rằng lối chơi của tuyển Nhật Bản bây giờ có nhiều nét tương đồng với Jordan. Cây bút thể thao nhận định, Tuyển Nhật Bản theo quan sát của tôi đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên thích sử dụng lối chơi phòng ngự phản công. Vậy nên cứ chờ xem tuyển Việt Nam sẽ nhập cuộc như thế nào. Anh cho rằng điểm chấn quyết định trận đấu phụ thuộc vào chất lượng của cầu thủ mỗi bên. Nếu tuyển Việt Nam cứ đá như trước Jordan, tức là chủ động pressing, làm chủ thế trận và các cầu thủ chơi bóng với sự tự do, họ có quyền tin tưởng vào một kết quả tốt. McIntyre vô cùng ấn tượng với chiến thắng trước Jordan của thầy trò Park Hang-seo. Trận đấu này chứng tỏ đội tuyển Việt Nam đang sở hữu nhiều ngôi sao tấn công chất lượng. Khi được phép thi đấu tấn công phóng khoáng, tuyển Việt Nam dồn ép Jordan, khiến đối phương cuốn cuồng phòng ngự. Ở những trận trước đó tại vòng bảng của AFF Cup 2018 và ASEAN Cup 2019, tuyển Việt Nam chỉ triển khai độc một lối phòng ngự phản công, phòng thủ số đông bên sân nhà và tìm kiếm bàn thắng qua những đường phản công. Lối chơi này có thể mang tới thành công ngắn hạn, nhưng về lâu dài thường dễ bị bắt bài. Trước thêm trận gặp Jordan, trang Foxbox Asia chê lối đá của tuyển Việt Nam đang trở nên thiếu sáng tạo. Trong trận thua Iraq 2-3 tại vòng bảng ASEAN Cup 2019, bình luận viên kênh truyền hình Foxbox nhận xét ông Park Hang-seo dường như không còn chiêu bài nào khác cũng như kế hoạch B. Nhưng khi ra sân với đội tuyển với lối chơi tương đồng, các hậu trò của huấn luyện viên Park Hang-seo khiến không ít người bất ngờ khi triển khai lối chơi tấn công sôi động. Tương tự, đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam tại phòng tứ kết cũng khá quen thuộc với lối chơi phòng ngự phản công. Để có thể chiến thắng, chúng ta cần duy trì phong độ và lối chơi như trận trước. Nếu Nhật Bản lùi sâu, điều đó tạo cơ hội cho tuyển Việt Nam áp đảo tuyến giữa. Lúc này, cơ hội sẽ mở ra với đại diện Đông Nam Á, đặc biệt khi Quang Hải và Công Phượng là những cầu thủ tấn công xuất sắc. Mark Insight bắt bài. Tham gia giải ASEAN Cup 2019, bài toán thể lực vẫn luôn là nỗi lo canh cánh trong lòng huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, màn trình diễn của các học trò cho thấy đội tuyển của chúng ta đã tiến bộ vượt bậc về thể lực. Scott McIntyre nhận xét, tuyển Việt Nam có thể còn vài điểm yếu, nhưng tôi không cho rằng thể lực là điều đáng phải bận tâm ở đây. ISBN các đội tuyển Đông Nam Á cần học theo Việt Nam. chuyên gia John Duren của ISBN mới đây đưa ra bài viết đánh giá cao sức mạnh của Việt Nam. Ông khuyên rằng các đội tuyển Đông Nam Á cần phải lấy đó làm gương để học tập. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam rơi vào bản đấu khó khăn với Iran, Iraq và Yemen. Với một chiến thắng chuyên nhất trước Yemen, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo lách qua cửa hẹp để vào vòng tắm. Tại đây, đội tuyển Việt Nam thi đấu cực kỳ nổi bật. Các tuyển thủ thể hiện màn trình diễn vượt trội so với đối thủ Jordan và chính thức đoạt vé vào tứ kết để gặp Nhật Bản. Ấn tượng trước chiến tích của đội tuyển Việt Nam, phóng viên kỳ cựu của kênh ESPN đã có bài viết đánh giá cao đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong đó, ông khuyên các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á nên học theo để thành công. John Durant mở đầu bài viết, vào Chủ nhật ngày 20 tháng 1, những ngôi sao vàng đã đánh bại Jordan trên chấm 11m để vào vòng 8 đội mạnh nhất ASEAN Cup 2019. Trận đấu tiếp theo đang chờ họ vào thứ năm. Đối thủ nặng ký của Việt Nam là Nhật Bản. Trận đấu hứa hẹn đầy hấp dẫn. Tác giả cho rằng, dù Việt Nam có đánh bại được Nhật Bản ở trận đấu tới hay không, thì ASEAN CUP 2019 vẫn là giải đấu thành công với thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo. Bởi với người dân Việt Nam, các tuyển thủ Việt Nam đều là người hùng. Chuyên gia John Duran cho rằng, các đội tuyển Đông Nam Á cần nhìn vào đội tuyển Việt Nam, qua đó học hỏi để thi đấu thành công. Tác giả cho biết, Đông Nam Á có 3 đại diện dự vòng chung khảo ASEAN CUP 2019 là Philippines, Thái Lan, Việt Nam. Trong đó, Việt Nam là đại diện duy nhất vào vòng tứ kết. Điều này không chỉ tốt cho Việt Nam mà còn ảnh hưởng tích cực tới cả khu vực Đông Nam Á. Thực vậy, các đội tuyển Đông Nam Á đang phấn khích trước thành tích của đội tuyển Việt Nam. Không ai có thể nghĩ rằng trước đó bóng đá Việt Nam vướng vào những rắc rối về tài nạn, tài chính sự khác biệt lớn nhất giữa Việt Nam và Thái Lan đó chính là niềm tin. Đây là bước ngoặt lớn. Chính vì thiếu tự tin nên Việt Nam không thể vượt qua cái bóng của Thái Lan trong quá khứ. Nhà báo của ESPN không quên thành công của bóng đá Việt Nam là nhờ một phần đóng góp của huấn luyện viên Park Hang Seo, người đã mang đến sức mạnh tinh thần, truyền cảm hứng thi đấu cho các tuyển thủ của chúng ta. Một phần phát triển và chiến thắng của Việt Nam là nhờ huấn luyện viên Park Hang Seo, đội tuyển việt nam hiện tại luôn tràn đầy niềm tin chiến thắng liệu huấn luyện viên park có thể đưa việt nam lên tầm cao mới bây giờ mọi sự chú ý đều hướng tới trận đấu với nhật bản việt nam không có lịch sử tốt khi đối đầu với samurai xanh nhưng trên mọi con đường tại hà nội và sài gòn đều đã sẵn sàng phủ sắc đỏ hiếm có quốc gia nào có được niềm vui thành công tại châu á không có bí mật ở đây, chỉ có sự kiên nhẫn và làm việc chăm chỉ sẽ mang đến thành công. Đây là công thức cần được nhân rộng ở Philippines, Singapore, Malaysia và các quốc gia còn lại của Đông Nam Á. Vào tứ kết Asian Cup, Việt Nam sắp vượt qua vị trí thứ 100 thế giới. Chiến thắng lịch sử trước đó nhiều khả năng sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam vươn lên vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng mới nhất được FIFA công bố thời gian tới khi mới đặt chân tới đây. Mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam lọt top 100 thế giới của hướng lượng viên Bắc Hang-seo khiến nhiều người cảm thấy nghi ngờ. Tuy vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc đã hiện thực hóa điều này khi cùng tuyển Việt Nam vươn lên xếp hạng 100 trên bảng xếp hạng FIFA hồi tháng 11 vừa qua. Thế nhưng, đây nhiều khả năng sẽ chưa phải thứ hạng cao nhất của đội tuyển Việt Nam dưới thầy huấn luyện viên Bắc Hang-seo, đặc biệt sau khi Asian Cup năm 2019 kết thúc. Theo cách tính điểm của FIFA, chiến thắng trước Jordan ở vòng 18 Asian Cup chắc chắn mang lại thêm 9 điểm cho đội tuyển Việt Nam. Thay trò huấn đường viên Bắc Hang So sẽ có tổng cộng 1.238 điểm, vượt qua Palestine 1.236 điểm để vươn lên xếp thứ hạng 99 thế giới và thứ 16 châu Á. Thậm chí nếu giành chiến thắng ở trận tư kết, đội tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn vượt qua đội tuyển Ấn Độ với 1.240 điểm để đánh chiếm vị trí thứ 97 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới. Tuy nhiên, đây sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng cho thầy trò huấn luyện viên Bắc Hang Seo khi đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu sắp tới sẽ là một trong hai ông kẹ của bóng đá châu Á, Nhật Bản hoặc Ả Rập Xê Út. Tại quân Cup năm 2018 vừa qua, đội tuyển Nhật Bản xuất sắc vượt qua bản đấu bao gồm những đối thủ Colombia, Senegal và Ba Lan trước khi khiến cho đội tuyển Bỉ của những siêu sao như là Eden Hazard, Romelu Lukaku hay là Davin Dobrini phải mất mồ hôi mới có thể giành chiến thắng. Còn với Ả Rập Xê Út, đội tuyển này tuy không vượt qua vòng bảng nhưng cũng để lại ấn tượng với thắng lợi gây sốc 2-1 trước đội tuyển Ai Cập của siêu sao Mohamed Salah ở lượt trận cuối cùng. Dẫu vậy, với tinh thần đang lên sau chiến thắng bất ngờ trước đội tuyển Jordan, người hâm mộ có quyền mơ về chiến tích tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Bắc Hang Seo. Trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 1 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Al-Maktoum, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì các bạn hãy like và share video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.